Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang tháng 6 âm lịch năm 2021 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 6 năm 2021 âm lịch của tuổi kỷ dậu, sinh năm 1969, chi tiết về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo, sức khỏe mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. tử vi tuổi kỷ dậu 1969 tháng 6 âm lịch. Mệnh chủ tuổi kỷ dậu là người có trách nhiệm, tính tổ chức và tinh thần kỷ luật cao. Họ rất chuyên cần, làm việc hiệu quả có khả năng hoàn thành nhiều nhiệm vụ. Họ sẽ nhận trách nhiệm mà không trông chờ được đền đáp, động cơ thúc giục họ chính là thành công. Tuy nhiên tuổi kỷ dậu luôn đề ra tiêu chuẩn cao cho bản thân và mong đợi những người khác làm theo. Bên cạnh đó hành thổ mang lại cho tuổi kỷ dậu sự ổn định và tính thực tế. Người sinh năm này thường điềm tĩnh và chín chắn, họ khá dè dặt và thận trọng khi đưa ra quyết định. Tuy không uyên bác như những tuổi dậu còn lại, tuổi Kỳ Dậu nổi trội bởi trí thông minh mang tính thực tế, kết quả của những quan sát bền bỉ và sự ngấm dần những bài học mà cuộc đời đã dạy. Trong chương trình ngày hôm nay Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Kỳ Dậu trong tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi kỳ dậu sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào với năm trước. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay là không? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay nhé. 1. Tổng quan tử vi tuổi kỳ dậu trong tháng 6 âm lịch năm 2021. Cô chú tuổi kỳ dậu 1969 mệnh Đại dịch thổ có may mắn khi mà mọi sự đều thuận buồm xuôi gió tất nhiên không tránh được những khó khăn bước đầu song khi vượt qua được những điều đó thì cả một tương lai tươi sáng đang chờ cô chú phía trước thành công càng ngày càng thêm rực rỡ tính cách của con giáp này thích động chứ không thích tĩnh họ thích đi chơi đến những chỗ náo nhiệt và làm quen với những người bạn mới họ biết cách đối nhân xử thế biết cách để lấy được lòng tin của đối phương mở rộng mối quan hệ của mình làm lợi cho công việc cũng như cuộc sống sau này trong mắt mọi người đây là con giáp phóng khoáng nhưng rất trầm ổn có quyết tâm có lòng kiên trì khi khó khăn ập tới biết cách xử lý vấn đề từng chút một chú ý đến từng chi tiết dùng chi tiết để áp đảo toàn cục nhờ thế mà luôn dễ dàng giành được thành công con giáp này được quý nhân luôn ở bên mình nên chẳng điều gì có thể cản được bước chân bạn dễ dàng giành được vị trí cao như mong muốn tuy nhiên thành công rồi chớ nên tự cao tự đại nếu không dễ trở thành mục tiêu ngắm bắn của kẻ tiểu nhân Bước sang tháng 6 âm lịch, vận thế của cô chú tuổi kỳ dậu cực vượng, quý nhân trợ giúp cũng giúp cô chú có những hướng đi tích cực trong sự nghiệp và giải quyết được nhiều khó khăn tồn tại trước mắt khiến cô chú không phải chịu đựng nhiều áp lực trong công việc. Tình hình tài chính của bản mệnh không quá khả quan, vì thế những ai có ý định đầu tư không nên nóng lòng muốn thu được lợi nhuận, trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào cần phải phân tích rõ những mặt lợi hại, đồng thời lắng nghe ý kiến của những người xung quanh, không nên tự mình đưa ra quyết định tuy nhiên với cô chú tuổi kỳ dậu ở độ tuổi này sự nghiệp hay tài lộc không còn là vấn đề cần được quan tâm nhiều nữa cô chú đã trải qua hơn nửa đời người vất vả bươn trải với cơm áo gạo tiền thời gian này là khoảng thời gian tốt để các bác quan tâm đến sức khỏe và gia đình mình tình trạng sức khỏe của người tuổi kỳ dậu trong tháng khá ổn định chú ý giữ tinh thần bình ổn thoải mái chú ý vận động nghỉ ngơi hợp lý không nên dồn quá nhiều thời gian và sức khỏe cho công việc Kỳ âm thổ gặp ất âm mộc nên gọi là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc, trong tháng này những gia chủ tuổi kỳ dậu sẽ có dễ có được tài lộc hơn, công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần chú ý cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp cãi vã không cần thiết với bạn đời. Nếu không cẩn thận có thể dẫn tới chia tay, các vấn đề nên cần ngồi lại chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Hai, vận trình tháng 6 âm lịch của tuổi kỳ dậu qua từng phương diện Thứ nhất về sự nghiệp quan vận. Trong tháng 6 âm lịch, bản mệnh thường trở nên khá nóng nảy, cảm xúc lên xuống thất thường gây ảnh hưởng đến sự nghiệp. Cô chú dễ nổi nóng vì những việc nhỏ nhặt khiến quyết định đưa ra trở nên vội vàng, thiếu chính xác gây ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả công việc. Cô chú không giỏi quản lý và thường làm mọi thứ một cách vội vàng, cô chú luôn tự đẩy mình vào ngõ cụt và làm việc không tốt, thậm chí còn bị người khác hiểu lầm dù đã nỗ lực rất nhiều do đó cô chú nên hết sức thận trọng cho dù có làm gì hãy để mắt đến những nhân vật đố kỵ xung quanh đặc biệt để tăng may mắn và cải mệnh thì thầy gia cát khuyên các bác hãy mang theo bên mình pháp khí tam hợp quý nhân tị dậu sửu để tăng cường may mắn chiêu cát lành và tài lộc đặc biệt khi sử dụng vòng các bác sẽ luôn được quý nhân che chở và tương trợ công việc hanh thông quan hệ công việc cũng dần tốt đẹp hơn thứ hai về mặt tài lộc tiền bạc tử vi cho thấy tài lộc là điểm sáng trong vận trình của người tuổi kỷ dậu trong tháng 6 này. Mặc dù công việc không được tốt nhưng cô chú vẫn có được nguồn thu nhập ổn định. Chính kinh nghiệm và may mắn đã đem đến cho cô chú những khoản đầu tư với lợi nhuận cao. Tuy nhiên cũng chính do tính cả nệ, hào phóng của cô chú nên đã cho người khác vay tiền mà không tính toán. Cô chú cần học cách quản lý chi tiêu và các vấn đề liên quan đến tiền bạc những người làm công ăn lương cần cẩn thận với công việc mình phụ trách tránh gây ra sai sót ảnh hưởng đến tập thể và thu nhập cá nhân nếu làm đầu tư kinh doanh bản mệnh cần suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định còn với những cô chú làm kinh doanh buôn bán thì làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu thời điểm này bản mệnh thực sự chăm chỉ làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thầy Gia Cát khuyên cô chú hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tị dậu sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với cô chú từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy ra các trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các bác tuổi kỷ dậu sinh năm 1969, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt tình cảm gia đạo. Cảm xúc của bản mệnh lên xuống thất thường gây ảnh hưởng ít nhiều tới chuyện tình cảm. Người đã lập gia đình không dành nhiều thời gian bên nửa kia, khiến đôi bên trở nên xa cách và thiếu sự thấu hiểu, khiến số lần chiến tranh lạnh nhiều lên trông thấy hãy bao dung và nhường nhịn nửa kia chủ động nhận lỗi dù lỗi thuộc về ai đi chăng nữa để giữ gìn hòa khí tháng này gia đình cô chú sẽ có chuyện vui có thể là lễ cưới của con cái hoặc một chuyến du lịch đi xa đây là cơ hội để gia tăng tình cảm gia đình cải thiện mối quan hệ của bạn với các thành viên đặc biệt trong thời điểm này, thầy Gia Cát khuyên cô chú hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân tị dậu sửu, năng lực của tam hợp khí sẽ giúp cô chú đả thông năng lượng ngưng tụ thiên địa nhân hóa giải và tăng cường các mối quan hệ xung quanh, từ đó sẽ giúp gia đạo êm ấm và hạnh phúc hơn. Đồng thời vật phẩm còn mang lại sức khỏe, bình an và trường thọ cho cô chú. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Đối với gia chủ kỷ dậu sinh năm 1969, tử vi tháng này khuyên cô chú nên cẩn thận hơn về sức khỏe. Áp lực từ công việc cộng thêm với tuổi cô chú không còn trẻ đã khiến bản thân rất mệt mỏi, ảnh hưởng đến tâm trạng và giấc ngủ của cô chú. Cô chú cần chắc chắn đảm bảo có giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý. Đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần sức khỏe. Chớ nên âu sầu lo lắng vì những chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh vui vẻ được cô chú tuổi kỷ dậu sinh năm 1969 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy minh quang pháp bảo, đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các cô chú tuổi kỷ dậu sinh năm 1969. 3. Ngày Cát lành và ngày đại kỵ trong tháng 6 âm lịch đối với tuổi kỷ dậu tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 6 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 6 năm 2021 tức ngày 10 tháng 7 năm 2021 đến ngày 7 tháng 8 năm 2021 dương lịch. Tháng Ất Mùi có nạp âm là Sa Trung Kim. Tháng Mùi lục hợp ngọ, tam hợp mão và hợi thành một cục, sung sửu, hình sửu, hại tí, phá tuất, tiệt sửu. Đối với người tuổi kỷ dậu trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày thứ nhất là ngày âm lịch 9 tháng 6 năm 2021, tức ngày 18 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là Đinh Mão, có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Thứ hai là ngày âm lịch 21 tháng 6 năm 2021, tức ngày 30 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là Kỷ Mão, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Kỷ Dậu trong những ngày này mệnh chủ cần phải hết sức chú ý tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết không nên vung tay quá chán đồng thời để công việc thành công may mắn kích công danh tài lộc tình duyên các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo đồng thời nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ và tăng cường vận khí giúp gia chủ đón tài lộc nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để các bác tuổi kỷ dậu tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng. Hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình cô chú đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể tiến hành công việc. Thứ nhất là ngày âm lịch 10 tháng 6 năm 2021, tức ngày 19 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là mậu thìn, có nạp âm là đại lâm mộc thứ hai là ngày âm lịch 22 tháng 6 năm 2021, tức ngày 31 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là canh thìn, có nạp âm là bạch lạp kim. Quý vị thân mến trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ vận trình tử vi của tuổi kỷ dậu trong tháng 6 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cắt để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ nhất cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại